Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vào sáng nay tại Hà Nội, Ban Liên lạc Cán bộ Công an Chi viện Chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước tổ chức gặp mặt kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2023. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tới dự và phát biểu tại buổi gặp mặt. Trong không khí trang trọng, phấn khởi của buổi gặp mặt, các đại biểu đã xúc động cùng nhau ôn lại những ngày tháng không thể nào quên của lớp cán bộ công an chi viện miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Những con người sẵn sàng hiến dâng cả tuổi trẻ, quyết tâm giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Tô Lâm thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những chiến công, thành tích xuất sắc của các đồng chí cán bộ công an đã từng công tác chiến đấu ở các chiến trường B, C, K. Đồng thời bày tỏ tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ công an nói chung và các cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam nói riêng đã anh dũng hy sinh. Với tinh thần và quyết tâm, tất cả vì tiền tuyến lớn, tất cả vì miền Nam ruột thịt, lực lượng công an nhân dân đã chi viện hơn 10.000 cán bộ, nghiệp vụ, cán bộ kỹ thuật cho chiến trường miền Nam đúng lúc kịp thời, làm chuyển biến tương quan lực lượng giữa ta và địch, phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cách mạng miền Nam. Trong cuộc đấu tranh đó đã có hơn 900 đồng chí đã anh dũng hy sinh, 46 đồng chí là thương binh, 11 đơn vị và 20 cá nhân được tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Lực lượng công an nhân dân luôn trân trọng và biết ơn những hy sinh và những cống hiến lớn lao của các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an nói chung, các đồng chí cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam nói riêng. Sự hy sinh anh dũng và công lao đóng góp to lớn của các bác, các cô, các chú, các anh, các chị trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi là niềm tự hào, là tài sản tinh thần vô giá của các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân. Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm cũng thông báo với các đồng chí trong Ban Liên lạc những kết quả công tác nổi bật của lực lượng công an thời gian vừa qua, nhấn mạnh những nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới và cho biết Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã và đang chỉ đạo lực lượng công an nhân dân tiếp tục đổi mới toàn diện các mặt công tác, tăng cường nắm chắc tình hình, bám sát mục tiêu, chủ động tham mưu và tích cực triển khai các biện pháp công tác, bảo đảm giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn các đồng chí cán bộ công an từng công tác chiến đấu ở các chiến trường tiếp tục theo dõi, tham gia xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, quan tâm, đóng góp ý kiến để lực lượng công an nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chiều nay tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì lễ đón chính thức đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Cộng hòa Belarus do ngài Kubrakov Ivan Vladimirovich, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Belarus làm trưởng đoàn. Cùng dự có ngài Borovikov Vladimir Vladimirovich, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Belarus tại Việt Nam. Ngay sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm và ký kết chương trình hợp tác phối hợp hành động giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cộng hòa Belarus. Chào mừng đồng chí Kubrakov Ivan Vladimirovich, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Belarus sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, đây sẽ là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Belarus nói riêng và giữa hai nước nói chung trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự xã hội. Hoạt động này sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Belarus ngày càng phát triển. Để tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Belarus tương xứng với tiềm năng của hai bên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị hai bên tích cực xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai thực hiện các nội dung, chương trình hợp tác, đưa quan hệ hai bộ ngày càng đi vào thực chất, đạt hiệu quả cao. Tiếp tục duy trì và tăng cường hợp tác trao đổi đoàn, trao đổi thông tin, kinh nghiệm về công tác nghiệp vụ giữa hai bên. Bộ Nội vụ Belarus tiếp tục quan tâm hỗ trợ đào tạo cho cán bộ Bộ Công an Việt Nam, giới thiệu, hỗ trợ trang thiết bị nhằm nâng cao năng lực Bộ Công an, nhất là trang thiết bị phòng chống bạo loạn, giải tán đám đông. Kết thúc buổi hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm và đồng chí Kubrakov Ivan Vladimirovich, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Belarus, ký chương trình phối hợp hành động giữa Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Nội vụ nước Cộng hòa Belarus giai đoạn 2023-2025, đồng thời chứng kiến việc ký bản ghi nhớ về sự hiểu biết lẫn nhau và hợp tác giữa Công an thành phố Hà Nội và Tổng cục Nội vụ thành phố Minsk.
Trong sáng nay tại Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an cũng đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Bộ Nội vụ Cộng hòa Belarus do ngài Kubravkov Ivan Vladimirovich dẫn đầu nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Belarus nói chung và Bộ Nội vụ Belarus nói riêng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Để thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Belarus đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong các lĩnh vực phòng chống khủng bố, giải quyết các vụ biểu tình, bạo loạn, công tác huấn luyện, sử dụng động vật nghiệp vụ và các lĩnh vực khác mà hai bên có thế mạnh. Về phần mình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Belarus Kubrakov Ivan Vladimirovich bày tỏ vui mừng về một số kết quả hợp tác giữa hai bộ, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, thúc đẩy việc hợp tác trong một số lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm. Cũng trong buổi sáng nay, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Belarus cùng đoàn công tác đã tham quan một số phương tiện vũ khí được trang bị cho lực lượng cảnh sát đặc nhiệm, một số nội dung huấn luyện của cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Nhân dịp chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Cộng hòa Argentina, ngày 25 tháng 4 theo giờ địa phương, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Argentina đã diễn ra lễ ký chính thức Hiệp định về dẫn độ và Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Argentina. Theo ủy quyền của Chủ tịch nước, thực hiện nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ, trước sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Hiệp định về dẫn độ và Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù với đại diện được ủy quyền của nước Cộng hòa Argentina. Hiệp định là cơ sở pháp lý quan trọng để Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Argentina tăng cường hợp tác trong việc dẫn độ và trao đổi thông tin, xử lý các cá nhân vi phạm pháp luật của hai nước. Việc hoàn thiện khung pháp lý trong tương trợ tư pháp, bao gồm các hoạt động dẫn độ, chuyển giao người bị kết án phạt tù là một yêu cầu khách quan, tạo cơ sở pháp lý trực tiếp đầy đủ để các cơ quan thực thi pháp luật của hai nước Việt Nam và Argentina phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn trong công tác phòng chống tội phạm, đặc biệt là công tác dẫn độ. Bên cạnh đó cũng thể hiện tính nhân đạo của pháp luật hai quốc gia trong hoạt động bảo hộ công dân, bảo đảm quyền của người bị kết án phạt tù. Nhân dịp này, Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa hai nước cũng được ký kết. Như vậy, Việt Nam là đối tác đầu tiên và duy nhất của Argentina trong ASEAN đã ký các hiệp định song phương về tương trợ tư pháp, về hình sự, dẫn độ, chuyển giao người bị kết án phạt tù. Các hiệp định này được ký kết góp phần khẳng định chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam chủ động, tích cực, tăng cường hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, thể hiện trách nhiệm quốc tế của Việt Nam trong thực hiện các cam kết quốc tế, góp phần nâng cao uy tín của đất nước trên trường quốc tế. Công tác giải ngân cần nhanh chóng nhưng đảm bảo chất lượng mua sắm, chất lượng công trình và đảm bảo giải ngân đúng tiến độ. Các đơn vị cần đưa ra cam kết về tiến độ giải ngân, đưa vào tiêu chí xếp loại thi đua. Đó là ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an tại hội nghị giao ban thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2023 tại Công an các đơn vị địa phương phía Nam diễn ra vào sáng nay. Tại hội nghị, các đơn vị công an khu vực phía Nam đã đánh giá công tác giải ngân trong năm 2023. Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đã yêu cầu các đơn vị cần nỗ lực hơn nữa để đáp ứng yêu cầu giải ngân vốn đầu tư được giao, góp phần phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác công an năm 2023, là tiêu chí để xếp loại thi đua đối với công an các đơn vị địa phương. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh cần phát huy vai trò của người đứng đầu đơn vị, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo bộ về tiến độ chất lượng công tác giải ngân vốn đầu tư công, tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, lợi ích nhóm, lãng phí, thất thoát, kém hiệu quả, không để hình thành sai phạm trong nội bộ. Bên cạnh đó, các cục nghiệp vụ cần tăng cường trao đổi phối hợp, tăng cường trách nhiệm và đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn tối đa thời gian thẩm định, trình duyệt thủ tục đầu tư thuộc trách nhiệm của mình, hướng dẫn thực hiện và tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho các đơn vị đảm bảo tiến độ triển khai và giải ngân. Đồng thời, rà soát, tham mưu mua sắm trang thiết bị phương tiện, bám sát nhu cầu thực hiện của công an các đơn vị địa phương. Còn trong chiều nay, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc tại trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 2 về công tác giáo dục đào tạo, hậu cần, tài chính và kỹ thuật. Tại buổi làm việc, trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 2 đã báo cáo đồng chí Thứ trưởng về hoạt động dạy và học trong năm 2022-2023. Đặc biệt trong năm 2022,
Bộ Công an đã quan tâm duyệt bổ sung kinh phí cho công tác mua sắm sửa chữa thường xuyên. Năm 2023, Bộ Công an đã duyệt cấp đủ vốn để nhà trường sớm hoàn thành dự án, bàn giao đưa vào sử dụng. Sau khi tham quan cơ sở vật chất hạ tầng nhà trường, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đã ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 2 trong thời gian qua, nhất là trong năm học 2022-2023. Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị nhà trường tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quan điểm chủ trương của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Về công tác tài chính hậu cần kỹ thuật, nhà trường cần tiếp tục đầu tư hiện đại hóa cơ sở vật chất theo tinh thần, hậu cần chủ động, phát huy nội lực, huy động đa dạng nguồn lực, tập trung ưu tiên đầu tư hiện đại hóa cơ sở vật chất, phát triển các chuyên ngành đào tạo cho lực lượng tiến lên chính quy tinh nhuệ hiện đại, chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương để tranh thủ tối đa các nguồn lực hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng, tiếp tục đầu tư phát triển khu giảng đường, thư viện trung tâm, hệ thống thao trường, khu thực hành nghiệp vụ, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng cao. Đoàn công tác của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội chiều nay đã có buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nhằm triển khai đánh giá, khảo sát việc phục vụ thẩm tra dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Công an Nhân dân. Tại buổi làm việc, đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã báo cáo về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, chế độ chính sách đang được đơn vị triển khai thực hiện. Trên cơ sở nghiên cứu, việc sửa đổi bổ sung một số điểm mới trong dự án luật Công an Nhân dân sửa đổi đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ, đồng thời cũng đưa ra các kiến nghị đề xuất đối với một số nội dung như về thực hiện cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh sĩ quan Công an Nhân dân, về thực hiện chính sách tiền lương đối với hợp đồng lao động trong Công an Nhân dân và thẻ bảo hiểm y tế thân nhân lao động trong Công an Nhân dân và về thực hiện hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với công nhân công an, hạ sĩ quan Công an Nhân dân. Các ý kiến trong đoàn công tác cũng đã thẳng thắn trao đổi những vướng mắc, khó khăn, đồng thời ghi nhận những ý kiến đánh giá xuất phát từ trong thực tiễn công tác, cũng như tính đặc thù của lực lượng cảnh vệ hiện nay. Đây là cơ sở để cơ quan soạn thảo cũng như cơ quan thẩm tra từng bước hoàn chỉnh dự án luật Công an Nhân dân sửa đổi, để tới đây, khi đưa ra Quốc hội thảo luận và bấm nút thông qua tại kỳ họp diễn ra vào tháng 5, sẽ nhận được sự đồng thuận, đánh giá cao. Tiếp tục chương trình khảo sát nhằm phục vụ thẩm tra dự án luật căn cước công dân sửa đổi và luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở. Ngày hôm nay, đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Trong buổi làm việc, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã có buổi khảo sát thực tế tại huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Về cơ bản, Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn thống nhất với nội dung của hai dự thảo luật. Tuy nhiên cũng có những ý kiến đóng góp để luật phù hợp hơn với tình hình thực tế tại địa phương. Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn khẳng định cần thiết phải xây dựng và ban hành luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở. Vì với huyện không có chính quyền cấp xã như Lý Sơn, lực lượng công an bán chuyên trách và dân phòng là lực lượng nòng cốt, bám sát địa bàn, góp phần lớn trong việc phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội. Tuy nhiên lại chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định cụ thể các nhiệm vụ mà lực lượng này được thực hiện khi tham gia bảo đảm an ninh trật tự, khiến lực lượng này không phát huy được vai trò trong việc hỗ trợ cho lực lượng chính quy. Đối với địa phương, một huyện mà không có xã thì rõ ràng cái lực lượng này rất quan trọng, bởi vì lực lượng này là đầu tiên trong cái việc mà ổn định trật tự tại tức là giải quyết ngay địa bàn trực tiếp trong khi chờ các lực lượng khác đến để cùng phối hợp xử lý. Thì cái việc mà chức năng nhiệm vụ của cái lực lượng này nó có cái sự trùng lập giữa dân phòng và cái lực lượng công an bán chuyên trách, nó có cái sự trùng lập cái nhiệm vụ, cho nên nó cũng chưa rõ ràng trong cái việc mà thực hiện, cho nên là quá trình tổ chức thực hiện nó cũng có cái khó khăn vướng mắc. Thế chính vì như thế cho nên cái việc mà phân định và cái trách nhiệm thì cũng nên có một cái cơ chế. Đối với lực lượng công an bán chuyên trách, khi lực lượng công an được huy động vào thực hiện các cái nhiệm vụ để mà hỗ trợ lực lượng công an, nếu mà bị hy sinh hoặc là bị thương thì cái hành lang pháp lý để mà đối với thực hiện chế độ cho các cái trường hợp này theo quy định hiện tại thì bây giờ lại chưa có văn bản quy phạm pháp luật, nên chắc là khó khăn những cái bất cập đối với cái lực lượng công an chính quy khi mà sử dụng cái số này. Do vậy cho nên luật lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở và rất là cấp thiết, cần được thông qua sớm, nhanh. Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn cũng thống nhất cao với nội dung dự thảo luật căn cước công dân sửa đổi, đồng thời cũng có những ý kiến đóng góp để luật phù hợp hơn với thực tế tại huyện đảo. Đối với trường hợp Lý Sơn là quản lý về cái hộ tịch, mà những cái người mà sinh từ trước năm 76 tới về trước thì về cái góc độ mà quản lý về cái số hộ tịch thì là không có đăng ký khai sinh,
Như vậy thì nếu mà chúng ta để đăng cái căn cước mà nơi sinh, thì những cái trường hợp mà không có khai sinh lúc thời điểm đăng ký căn cước, thì lúc đó là chúng ta có thực hiện làm căn cước công dân bảo bổ về cái thời gian người đó có làm được hai lần phải chờ khai sinh. Đề xuất thì đối với những cái trường hợp mà làm mới, như mà trẻ em mà làm mới khai sinh mới sinh ra, thì trường hợp đó là mình để vô là nó tốt. Nhưng mà trường hợp mà đã sinh từ cái thời từ trước đây, cái thời gian trước cái thời gian luật ra, thì mình không để vô thì là cái đó là cái hoạt động rất là thuận tiện. Lý Sơn là huyện đảo không có chính quyền cấp xã, vì vậy mà việc thực hiện công tác về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở và căn cước công dân cũng có những đặc thù riêng, gặp phải những khó khăn, vướng mắc nhất định trong quá trình thực hiện. Các ý kiến đóng góp của địa phương đã cung cấp những thông tin quan trọng để Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội phục vụ quá trình thẩm tra, hoàn thiện hai dự thảo luật để phù hợp với các đơn vị đặc thù, đảm bảo luật khi ban hành được thực thi có hiệu quả. Chiều nay tại Hà Nội đã diễn ra hội thi bí thư chi bộ giỏi trong Đảng bộ Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị. Đây là dịp để bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác đảng, khả năng xử lý tình huống thực tế cho đội ngũ bí thư chi bộ, tạo điều kiện để các đồng chí trong chi ủy, bí thư các chi bộ học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác. Tham dự cuộc thi, các thí sinh phải trải qua vòng thi viết trước đó. Đến vòng thi sân khấu, các thí sinh tiếp tục tham gia hai phần thi Tự hào chi bộ tôi và Bản lĩnh bí thư chi bộ. Trong đó, phần thi thứ hai gồm các nội dung trả lời câu hỏi trắc nghiệm, thuyết trình, trả lời câu hỏi ban giám khảo. Sau 3 giờ đồng hồ thi tài sôi nổi, các thí sinh được đánh giá là tuy khác nhau về thâm niên làm bí thư chi bộ, nhưng không có sự khác biệt nhiều về bản lĩnh chính trị, sự bình tĩnh, tự tin, tâm huyết, trách nhiệm trong việc hoàn thành các phần thi. Nhiều tiết mục được chuẩn bị công phu, chu đáo, sáng tạo, sử dụng các loại hình ca múa nhạc, lồng ghép slide để truyền tải các thông điệp của hội thi. Qua đó, mỗi đồng chí bí thư chi bộ ý thức hơn trong việc tham gia xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh và vận dụng các kiến thức kỹ năng và thực tiễn công tác. Kết quả, ban tổ chức đã trao 1 giải A, 3 giải B, 4 giải C cho các thí sinh xuất sắc. Tại Hà Nội vào chiều nay, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo, Ban tổ chức giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng tiêu cực lần thứ tư năm 2022-2023. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị Ban tổ chức giải cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về thể lệ giải, về mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của các tác phẩm tham dự giải, đồng thời cung cấp những thông tin định hướng về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở nước ta hiện nay nhằm huy động sự tham gia của các cơ quan báo chí, các nhà báo trên cả nước để mỗi người phát huy tinh thần chiến đấu, sự dấn thân của mình tạo nên những tác phẩm xuất sắc tham dự giải. Qua 3 lần tổ chức, với giải báo chí lần thứ tư đề cập đến nội dung tiêu cực, nội dung này đã tạo điều kiện để mỗi nhà báo tiếp cận thông tin và dấn thân phản ánh nhằm giảm thiểu hiện tượng một số bộ phận cán bộ công chức né tránh, ngại va chạm, ngại triển khai và sợ sai. Thời gian tiếp nhận đến ngày 31 tháng 8, những tác phẩm tiêu biểu xuất sắc sẽ được vinh danh tại lễ trao giải sẽ diễn ra vào tháng 11 năm 2023. Thưa quý vị, ngày 25 tháng 4 tại Hội trường Phủ Tổng thống, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã trao tặng huân chương ghi công cho đại diện đoàn cán bộ chiến sĩ của lực lượng công an và quân đội nhân dân Việt Nam tham gia cứu nạn cứu hộ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là lần đầu tiên Việt Nam cử một lực lượng lớn gồm 76 đồng chí của Bộ Quốc phòng và 24 đồng chí của Bộ Công an tham gia hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ ở một nơi xa bên ngoài lãnh thổ. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Erdogan nhấn mạnh trận động đất kép xảy ra vào ngày 6 tháng 2 năm 2023 là một trong những thảm họa thiên nhiên có sức tàn phá nghiêm trọng nhất trong lịch sử, không chỉ của riêng Thổ Nhĩ Kỳ. Ngài Erdogan ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực đóng góp của các đội cứu trợ của Thổ Nhĩ Kỳ và quốc tế, trong đó có hai đoàn của Việt Nam. Qua báo cáo của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, có thể khẳng định hoạt động của các đoàn công tác đã thành công, kịp thời xác định nhiều điểm có người bị mắc nạn, bàn giao cho chính quyền và lực lượng chức năng nước sở tại xử lý. Đặc biệt, đã cứu được một người còn sống, phối hợp tìm kiếm được nhiều thi thể. Bên cạnh đó, đoàn công tác còn triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dân địa phương ổn định nơi ở và trao tặng một số hàng hóa thiết yếu, thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại, mất mát do động đất, tổ chức thăm khám, sơ cứu, cấp thuốc cho người bị thương.